Chào các ba mẹ, các anh chị và các bạn, tôi là Đỗ Mạnh Tuấn đến từ cộng đồng hỗ trợ hồi phục các trẻ tự kỷ, tăng động, chậm nói và giảm chú ý. Vâng, thưa quý vị các anh chị và các bạn, khi anh chị và các bạn đã đến thăm chúng tôi tại kênh YouTube này, các website của chúng tôi xin chia sẻ với quý vị các bạn, các anh chị và các bạn các thông tin, các kiến thức để hỗ trợ các cháu tự kỷ, tăng động, chậm nói, giảm chú ý được hồi phục được tốt nhất. Chúng tôi hiện tại đang dẫn dắt một cộng đồng gồm rất nhiều các ba mẹ, các anh chị và các anh chị có con nhỏ đang bị tăng động, tự kỷ, chậm nói, giảm chú ý, và chúng tôi cảm nhận được rất nhiều các cái băn khoăn, lo lắng, các khó khăn ban đầu của các ba mẹ trong quá trình tìm đến chúng tôi, và với rất nhiều các câu hỏi, rất nhiều các điều cần muốn biết để làm cách nào để có thể hồi phục được cho các con bị tự kỷ, tăng động, giảm chú ý một cách tốt nhất. Và chúng tôi thấy rằng các ba mẹ đã rất lo lắng, băn khoăn và rất nhiều nỗi ưu tư khi đến gặp chúng tôi với rất nhiều câu hỏi. Và chính vì vậy chúng tôi đã quyết định tạo ra các cái kênh thông tin, gồm có các kênh thông tin về website, về Facebook, về YouTube để chia sẻ càng nhiều càng tốt các kinh nghiệm của chúng tôi với các ba mẹ, các kinh nghiệm trong quá trình giúp các cháu có thể hồi phục được một cách tốt nhất có thể, để giúp các cháu có thể đi học, được hòa nhập với cộng đồng, sau này có thể đi học, phát triển kiến thức và có thể định hướng được tốt của con đường tốt nhất trong quá trình lập nghiệp sau này, trong tương lai sau này. Chúng tôi có một số các phương pháp đã phát huy được rất hiệu quả trong cộng đồng của mình trong quá trình để hồi phục các con. Vì vậy chúng tôi từng bước rất mong muốn được chia sẻ các kiến thức, các kinh nghiệm, các phương pháp của chúng tôi tới cộng đồng càng nhiều càng tốt, để giúp các ba mẹ có thể dễ dàng cải thiện giao tiếp cho các con, dễ dàng giúp các con trở lại cuộc sống được bình thường, để có thể hòa nhập được cộng đồng, có thể đi học được trở lại và có thể được phát triển các tương lai sự nghiệp sau này. Chúng tôi với tấm lòng chân thành nhất mong muốn được chia sẻ các kiến thức hữu ích nhất, tốt nhất giúp tới các ba mẹ. Rất mong các anh chị và các ba mẹ hãy theo dõi chúng tôi, cùng ủng hộ chúng tôi, cùng đồng hành với chúng tôi trong quá trình hồi phục các con. Cảm ơn các ba mẹ rất nhiều và hẹn gặp lại các ba mẹ và các anh chị trong các video lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.